Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình 3 cộng 1 bằng 5 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Quý vị và các bạn thân mến, trong những ngày đầu xuân, chúng ta thường tới những điểm di tích văn hóa tâm linh để vãn cảnh và cầu mong những điều tốt lành. Trong đó, khu di tích Bạch Đằng Giang tại thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng là một địa điểm thu hút đông đảo du khách thập phương. Đây là nơi tôn vinh tưởng nhớ các vị anh hùng dân tộc từng lập nên những chiến công hiển hách trên dòng sông Bạch Đằng và là nơi giáo dục truyền thống lịch sử bổ ích cho thế hệ trẻ. Khu di tích Bạch Đằng Giang trải dài trên diện tích 20 ha, nằm trong quần thể danh thắng Tràng Kênh. Tại đây có cụm đền thờ vua Lê Đại Hành, Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và Đức Vương Ngô Quyền. Đây là ba vị anh hùng dân tộc đã lập nên chiến công hiển hách chống giặc ngoại xâm trên sông Bạch Đằng. Cuối năm 938, Ngô Vương Quyền đánh bại quân Nam Hán, làm nên trận Bạch Đằng lần thứ nhất, kết thúc nghìn năm đô hộ của kẻ thù. Sau đó, năm 981, Lê Đại Hành hoàng đế đã tái tạo trận Bạch Đằng lần thứ hai, đánh bại giặc Tống xâm lược. Hơn 300 năm sau, vào năm 1288, vùng đất thiêng này là nơi diễn ra trận Bạch Đằng lần thứ ba của quân đội nhà Trần dưới sự chỉ huy của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, đánh tan đội quân xâm lược Nguyên Mông. Cùng với ba ngôi đền thờ các bậc tiên liệt là đền thờ Mẫu, đền thờ Bác Hồ, chùa Trúc Lâm Tràng Kênh tạo nên một quần thể với thế đất tựa sơn, bốn bên sông, biển, đồi núi và đồng bằng rộng lớn. Năm 2017 vừa qua, quảng trường chiến thắng đã được xây dựng ngay trên sông Bạch Đằng với tượng ba vị anh hùng dân tộc là Đức Vương Ngô Quyền, Hoàng đế Lê Đại Hành và Đức Quốc Công Tiết Chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, uy nghi giữa nền trời bao la. Mỗi bức tượng có chiều cao 11 mét, hướng ra sông Bạch Đằng cuộn sóng, xung quanh là một bãi cọc mô phỏng bãi cọc Bạch Đằng thuở xưa. Sau khi theo dõi những thông tin chương trình vừa đưa ra, quý vị và các bạn hãy trả lời câu hỏi sau đây. Năm 2018, kỷ niệm bao nhiêu năm Đức Vương Ngô Quyền đánh bại quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng? A. 1.000 năm. B. 1.080 năm. Vậy đâu là đáp án đúng và bao nhiêu người trả lời đúng? Có hai hình thức tham gia chương trình. Cách thứ nhất, soạn tin nhắn từ điện thoại theo cú pháp DA315, cách X, cách Y, gửi tới 8569. Trong đó, DA315 là tên chương trình. X chọn đáp án A hoặc B. Y chọn số người có đáp án đúng. Cách thứ hai, truy cập vào website thhp.vn và chọn tham gia chơi. Sau đây sẽ là đáp án đúng của kỳ trước. Khi mang thai, nên đi chữa răng vì bảo vệ được bà mẹ và cả em bé sau khi sinh. Vậy A là đáp án đúng. Xin chúc mừng chủ nhân của số điện thoại 0904-082-668 đã là người may mắn giành được phần thưởng 5 triệu đồng của chương trình. Xin mời chủ nhân của số điện thoại trên liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 0911-757-799 để nhận giải thưởng. Chỉ cần dành 3 phút cập nhật thông tin và nhanh tay soạn tin nhắn gửi 8569 là quý vị sẽ có cơ hội nhận được 5 triệu đồng tiền thưởng của chương trình. Còn chần chừ gì nữa, hãy tham gia giải đáp nhanh để có những giây phút bổ ích và lý thú nhé. Thời gian gửi đáp án tham gia sẽ kết thúc vào lúc 20 giờ 20 phút thứ tư ngày 21 tháng 3 năm 2018. Chúng tôi sẽ cập nhật người trúng thưởng vào cuối chương trình lúc 20 giờ 20 phút thứ năm ngày 22 tháng 3 năm 2018. Xin kính chúc quý vị may mắn và hẹn gặp lại.